And expecting prosperous and a very healthy New Year's. So stay look net pro say lưu so chibat it in. But some orkun. Nuk nong net di ni. But look lang mok atati by umpi. Krom. Nayo by per chia tapatai. Nâng cầm phê rà vẹ cắm nà dô bài. Cầm nà dô bài bà chìa thập bà tài. Đôi mặt đách hai thà cầm nà dô bài bà chìa thập bà tài. Cầm nà dô bài bà chìa thập bà tài. Cầm nà dô bài bà chìa thập bà tài. Cứ chìa cầm đài bằng cát là ứng. Đàm bay châu ruộng. Khá nông sạ cầm mập hiếp bà chìa thập bà tái. Đô chìa ca cho chú mô bọt chân áo đàm bày cản tù nè tí. Khá nông tí thơ lìa bà chìa thập bà tái. Nâng ca ạ nà vọt nâu nà dô bài sông cúng sai tư cách. Đòi ạ nà lòng tờ tàm lạ thị bà chìa thập bà tái. Đô chân nè. การนานิเยอัมปีประชาธิปไตยคือกรมประชาธิปไตยบำเพ็ญกิจการระบอบขลุ่นโดยสันติวิธีอาหังสาหนึ่งกรุบฉบับหนึ่งหายตะกรมประเจียเทปตัยตีมุ้ยสันเตวิธีนะสันเตวิธีอาหังสาอาหังสากรุบฉบับกรุบฉบับโดยมาได้เตหายทาสันเตวิธีนะโดยมาได้หาทาสันตะวิธีสันตะวิธีคือกรมนโยบายนั้นได้โฆษณาเอาปรจิจวนโจรวมจิมวยหนึ่งองการนโยบายคล้วนดอยบังฮันอมปีพลื้อบังการอ้อยบานนึกสิทธิเสรีภาพหนึ่งจัลนาสังคมสับสานจำรานโยกยลเมียนจำเรือหนังหายทาสันแต่วิธีอหังสาคือกรมนโยบายนั้นมันเมียนประดับอาวุธมันเมียนกรมประมันมันเมียนกรมเพียรแวกกรรมคือมันเมียนกรมประดับอาวุธมันเมียนกรมประวันมันเมียนกรมเพียรแวกกรรมมันเมียนกรงกรมวิแทงสนาประเจียปิถอดนังหายทาอหังสาจอดอลกรุบฉบับกรุบฉบับคือกรมประเจียทปไตยอนุวัตเนื้อไว้ไว้ตื่นตามกลงในฉบับเจียทรมีนได้ฉบับเจียทรมีนนู่เนี่ยประเจียทปไตยกรุบฉบับเจโทรมีนหายอันวัดฉบับเจโทรมีนโดยมีนกุณฑ์โทประสันบาฉบับหนึ่งปฏิกาเนปเจทปไตยมันอันวัดฉบับปฏิกาเตะนะจังกรมประเจทปไตยองการนโยบายประเจทปไตยคืออันวัดในกิจการสันติวิธีอหังสากรุบฉบับเจ้ากรมเพรแวกก่อเวงได้จีกรมเพรแวกกรรมเวงนะกรมเพรแวกกรรมเวงกรมเพรแวกกรรมอาจโยชมัวจีกรมประเจียตปไตยปันไตอนุวัตเนื้อนโยบายหังสาหังสานโยบาย
nay vô bài hàng xá, nay vô bài phê vẹ cắm, nâng nay vô bài bảo mạnh, nay vô bài hàng xá, nay vô bài phê vẹ cắm, nâng nay vô bài bảo mạnh, nay vô bài hàng xá nu, tô bài lẹ khluôn, nay cầm phla, bảo chia thập bát tay cả đời. Cứ tăng tầm miên ông gặp hiệp bằng cách sập hiệp cá. Ông gặp hiệp vị thang xa nà bật chìa bị thất. Hay nâng ông gặp hiệp tam bằng phật bằng phẩy. Tam xìa bát nâng ông gặp hiệp rung chân ai cao ông bơ hàng xa. Nâng hai thá cọng phê vẹ cắm đá chìa ông ca nà dụ bái. Ách lẹ khuôn cọng sập bài bật chìa thập tay tay. Nhiều bài hăng xá phía vẹ cắm hay nâng bảo mạnh xây hai thập phía vẹ cắm. Phía vẹ cắm cứ miên tràn dạng miên nó kê hai thập cái phía vẹ cắm cứ ông ca phía vẹ cắm ní prai cầm đắp đáy prai ca bẩm tu crop bài ca sắp ra sắp phía vụt ai sắp cực đòi ca dạ căm bọc luôn hay thả ca dạ phê vẹ căm bần tốt mà tiết nè cọng phê vẹ căm đi cứ pra viê chá phê vẹ căm cứ pra sầm đầy chạc rục chạc chạc bầm phất bầm phấy bầm lát cùng riêng cùng hành tam về cha tam ca cô sna hai tha về cha phê vẹ cảm phần to mà tiết cứ miên mono phê vẹ cảm mono phê vẹ cảm cấm phê vẹ cảm đặc biệt này cứ prapra nơi ca vi praha đó sẽ tệ rầm chôn sọc trắng đói bẩm phất bẩm phấy tam rập biệt prau play chấp bắp nâng cá bộ sải chấp bắp ao tới tam phải giàu phê vẽ cam bọc luôn rứ yộc ẩm nát na mui yộc mọc cùng riêng cùng hai không sợ tệ rắm rập bom hà chuẩn tam rập dạ menu phê vẽ cam và tam rập dạ chia menu phê vẽ cam chẳng crom bỏ chia thập tài ăn vót trong bộ chia thập tái ăn vật nữ nữ vô bài xoắn tệ vị thí nữ vô bài ạ hằng xá nữ vô bài cổ rụp chế bạp nâng trong bộ chia thập tái rí ai trong phê rửa vẹ căn tụ bay lẹ nữ không sạch rưu bạc đá rưu không sạch ở vầy cái đôi cứ nữ vô bài rồi bỏ vía hằng xá phê rửa vẹ căn nâng bộ mạnh à vậy hai tháp bẩm mạnh cứ việc tam phía bát manu ná đại mình chọc sầm rong cho mọi việc nhé việc tam phía bát manu ná đại mình chọc sầm rong cho mọi việc nhé tại là mình chọc sầm rong với việc đấy anh ông cứ chia cô đái đại việc tam bẩm mạnh nhé chẳng lục nẹt triệt ông pi ở vậy đại chiệp hiệp khóc nía à vậy đại chiệp hiệp khóc nía nấy à vậy đại chiệp hiệp khóc nía nấy cầm rửa ông ca này vô bài bỏ chia thập tái nâng cầm ông ca này vô bài phê vẹ cảm chẳng cầm bỏ chia thập tái nhá cứ ăn vót nhá cứ ăn vót nữ ăn vót nữ nữ này vô bài ăn vót nữ này vô bài san tệ vị thí san tệ vị thí hằng xá cố rục chấp bạc nói luôn đấy đòi lại đòi lại ông ca nội bài rồi có công nội bài phê vẹ cảm
Ông ca này vô bài rư có crom này vô bài phía vẹ cảm cứ crom nắng nó cứ crom nắng nó cứ crom nắng cứ crom nắng bằng ca này ca ăn vật này vô bài rồi bọc luôn ca ăn vật này vô bài rồi bọc luôn tam rồi biết ca ăn vật này vô bài rồi bọc luôn tam rồi biết hàng xá cầm phê vẽ cắm phê vẽ cắm cứ ăn này vô ăn vật này vô bài rồi bọc luôn tam rồi biết hàng xá tam rồi biết hàng xá tam rồi biết hàng xá hàng xá tam rồi biết phê vẽ cắm tam rồi biết phê vẽ cắm nâng tam rồi biết phẩm ảnh anh đang chẳng chẳng à khi nhom à thì bài chun lục nè ở bàn dừa ông pi bộ ní nè ông pi bộ khóc ní rồi viên bộ nè rồi viên bộ bờ chia thập tái rồi viên bộ bờ chia thập tái hai nâng bộ phê vẹt cảm à ai lấy ní dương cờ lê mơ nơi không chấm nào ông ca rực crom nêu bài khăm ai nơi không chấm nào ông ca rực crom nêu bài khăm ai ông ca nêu bài đã đặt nom đòi menu chmu sam rang si ta sam rang si chia crom pro chia thập tài rồi nhá ta crom sam rang si chia crom pro chia thập tài rồi chẳng dừng mơ là crom pro chia thập tài cứ anh vật này vô bài san tệ vị thì ta crom sam rang si ni đặt nom đòi mình nói sam rang si ni anh vật này vô bài san tệ vị thì thế chấm lại tha ở thế cứ bằng cá chè là chọn ô tia hò lơ vị sai ca nghe cầm ní bằng cá chè là chọn lơ bồ lạc co cam cà rì ba tạ cam bẹ hệ ca nè nâng này vô bài giả hạ chip đã bằng cá ba nhà hà mình men san tệ vị thi thế mình men chia ca cho cha san tệ vị thi thế cứ bằng cá ba nhà hà cùng riêng cùng hai tiêm tía nâng mùi mùi tiết ta crom để đất nôm đòi xong rèn xì ni chia crom đại ạ hăng xà rử dương khơi như rol bát tạ cầm rol chà la chòl đại bằng cá láng đòi crom ni cứ tay tầm niên đốt bằng plang vi ở bạch bạc chia đám nơi trọp sầm bát xa thề rả nạ hỏi chiên tờ đó ca bầm phạch bầm phạng đó sầm bát trọp phá lập giáo ai kì chôn nâng xa thề rả nạ chia ca bất cọng ni mình bàn khơi tiền gặp lương banh mà nữ thế mình bàn khơi tiền đai cặp mà nữ thế bàn tay ông bơ hăng xa mình mến trâm tài bác bó đó sầm biên cài mà nữ thế cứ bắt bỏ đó trọp sầm bắt xa thề nặng nâng ai kì chôn đòi vay bầm plan đất có chìa hàng xa đó chùm nói cổ rụp chế bạp ta cổ rộng nì cổ rụp chế bạp rử tề cứ cổ rộng nì ạch cổ rụp chế bạp tề cổ rộng nì bờ tờ xong chế bạp kê thư ba tờ cam khi ớt ai thơ cổ rộng nịp bạc cạc sạch thả trời tạch thơ bà kê tha cổng ai bằng cá chả la cho nơi prom đen cổng ní bằng cá chả la cho cứ mình men chìa cổng bà chìa thập ở tay đã ạ nè vọt xoắn tệ vị thí ạ hăng xá nâng cổ rụp chế bạp tệ à lấy cả lấy mơ cổng để đặt nôn đòi xóm răng si đặt đài nhá thật ta
Thà ta thà ta crom nâng miên rô biếp rô bộp đôi mà đạch crom nâng prao ẩm pơ hăng xá prao nè dô bái phê rô vẹ cắm bằng cao sập hiệp ca nâng chả là chó cùm riêm cùm hành đó sơ vắt tập hiếp đó sơ tệ rôm rô bọc mà hà chuốn đây là mình chọc xùm rong nâng về prô măng tam xìa bạt chuốn slo trọng ta crom xóm ràng xì miên ẩm pơ nâng đế miền tặng bảy hăng xá phê rửa vẹ cám nâng phẩm mạnh cứ như cọng xăm ràng xí đang chẳng chẳng cọng xăm ràng xí mình men nè suốt đây là ta rồi diện cọng xăm ràng xí mình men chia cọng nội vô bài và chia thập tài tế tại cọng xăm ràng xí cứ chia cọng phê rửa vẹ cám nội vô bài ai lấy nick nhom pha sẵn nhom chăng lư sâu sầm lên chấm to sóng bong ôn sờ xe sầm lên chấm to comment ở nhom nhom sai chun bạch ngon tham mắt của crom sầm ràng xí ní chia crom phê vẽ cắm nội yếu bái chia chiến crom và chia thập tài nhom ri ri nâng chay chun bong ôn nơi ở vậy đại nội yếu mình đây tha crom phê vẽ cảm sống bóng ôn cho nông chiết bây giờ mất nực nông nhạc tí ni mê ta chào xua chùm toa lực nhầm tha hết đôi mắt đách ban chìa crom xóm ràng xí ni nhóm tha về chìa crom phê vẽ cảm nhóm prap tha về hàng xá về prapit ẩm pơ phê vẽ cảm hay nâng về pramành bàn tay cầm chưa nhầm bọn ôn cầm chưa nhầm cấm sọp chưa bao chưa mùi nhầm chùm toác nhầm tham mình men đi cầm xong ràng xí ní chìa cầm bà chìa thật bà tài chẳng sẽ xây ở nhầm nhầm sài chùm đáp bây ở bọn ôn vô đáp bây ở bọn ôn vô đất ở bàn chả tha ở bây tới hàng thả hàng xá phê vẽ cam nâng bà mạnh à vậy tới đại hai ta hàng sáng nè à vậy tới đại hai ta hàng sáng nè à vậy tới đại hai ta hàng sáng nè à vậy tới đại hai ta hàng sáng phê được vẽ cắm nâng bờ mạnh phong phong sơ sơ chúng tôi mới công áo này gì công áo ta trên sọt nâng ác thì bái muôn bằng cách cái đồng nặng nè nè công áo nị dây thá chém sóc nâng mua bằng cách cầm mùi nặng nè đối chia sầm nua thả nè nè hăng xà cầm nâng admin cái phơi nghe giờ ở đây khơi cầm nâng căn cái phơi đi bàn tay tăng pi xăm răng si bạc cả nị vô bài máu สมาชิกชวนขบวนในองค์การนโยบายสามแรงสีบ้านตึกกอการกำลังประดับอาวุธตัวใบสามแรงสีประกายกระด้อยก่อบ้านการหลังมาดองเจ็บปีดองเจ็บใบดองเนื้อเอาไว้ได้หายทากรมประดับอาวุธกรอนแตกมันนึกชั่วโมงสามแรงสีนึงประกายท้าแรงในเจ็บปะปวกขลุ่นใต้อัดไตตะชมุทาอัดไตตะในสมาชิกจวนขบวนระบกรมรามอย่างที่ตัวยางอตีหอโดยชนยาเสร็จกู้บานเตยบังการกรมกำลังประดับอาวุธนี่เตะตรงหนึ่งหังสาโดยเจียอาโฮวันได้เชื่อสมาชิกในกรมซอมแรงสีได้บังการสมรภูมิพลเวงเสร็จ
đại hai tha là nạ xe play về xe ở tia ho này ông bơ hàng xa nhá ở tia ho ông bơ hàng xa môi tiệt đại là mình toàn ban tu lái nè bàn tay khnông ca cầm riem cầm hai chân pra ông bơ hàng xa cứ bộ khô sơn nứt này cầm xăm rèn xi nè cầm riem sát tầm cọp chết đàn nhá trong nâng chia thiết đại công nâng ập toàn tên gặp lương bánh mà nó bán nè phần tay cứ này vô bài công nâng cứ miền lạ nam để ách bằng hai ban công nâng cứ pra ẩm bơ hàng xa phần tốt mà tiết ẩm bơ hàng xa miền mà giang tiền cứ mình ban tới bánh mà nước ở slap rồi cắp sầm lap mà nước đi tại ông pơ hăng xá cứ rung mà nước ở slap đam bấy sầm rách cô đại bạc luôn crom sầm rèn xì ní chỉ crom rung mà nước ở tới slap chỉ crom để rung mà nước ở tới slap đam bấy dốt sầm rách cô đại này vô bài anung có chỉ thiết hăng xa này cầm xong ràng xí nặng đài cho cầm xong ràng xí hết mà đách bàn chìa nhóm này dây tha cầm xong ràng xí chìa cầm phê vẹ cảm bì bro nực nông chua này ông ca này vô bài ni miên ông ca phiếp bằng ca sập hiếp cá hói nếu bây thamay thamay ni chạy nhỏ tia ho chạy sát đáy cứ khắp ba mà nữ chạy chạy phẩm mốc rồi bỏ bạc ông ca ni chứ một xóm ràng xí bán thơ ca cùng riêng cùng hai lỡ sẽ tệ rắm rồi bỏ bạc chí chôn đáy cùng nát khám ai căn sản chết Amerikán đáy mình có ông trở về đáy vì cùng phong thơ ni thất nữ khăn ông này dùng mình này hay tha psychological terrorism prai chia phía xa khám ai tha phía vẹ cam sẽ tệ rầm rứ phía vẹ cam chất tạ xa nè phê thamay nè đại dương cầm phong tạ chuộp lứ nè cứ mà nút chmô xóm ràng xì nè đại chỉ chôn chết bà răng bán mọc thơ phliêng thơ cổ ở miên ca phây khá la nếu không chấm nào khám ai American cứ chỉ ẩm bơ psychological terrorism à lấy ní châu đó cả lão nâng châu tật đó bò nâng châu tật đó chấm nọt nâng cứ crom xóm ràng xí ní chìa crom phê rà vẹ cầm à lấy mà đó phê tha bà mạnh đôi mặt đách bàn crom xóm ràng xí nâng bà mạnh bằng ôn khơi nháy kiểm sai hay nơi lơ tùm po Facebook crom xóm ràng xí miên ông gặp hiếp bằng pla nhà khao nhường bằng ôn lưới tầng xây tầng pro cứ kê tam bằng pla đòi false report gang up to destroy your accounts on Facebook claiming that you are bad accounts ní cứ chia ca tam và manh mà bài tam và manh mà bài tiết đôi chia mình ai nâng chỉ chết này vô bài chỉ mỗi khi ông chém sọc bán bài tới chia chia bát đào cháo và can đặc nhom lui và pon kê chạy đám à nâng cứ chia được biết tam và manh khi ông nhá đấy là không phải sao ông lấy cái hai thằng character assassination phải chia phải sao khám ai cứ tam bẩm plan kết để vô mà nu nâng co chuyện ở không sẽ cam một hiệp bẩm mạnh rồi bỏ crom xóm rèn xì bẩm to mà tiếc cứ crom nâng tam phía bát vô rụt dương rụt thọt dương do tới cài một cài một
hai yok tới chập bách bên chỗ tới khi nông ở vây mũi đam bay phía bạc dường anh đang chia sẻ cam mà phía bầm mạnh rồi bọc cầm xong ràng xì chẳng cầm xong ràng xì ní về hằng xá về chìa phía vẹn có hai có về chìa bộ bầm mạnh đó chôn slo trọng dường sà rốc máu cầm xong ràng xì ní mình mến bà chìa thập bà tay đi à lỡ nị dây ông pi tôi chờ rất cầm tôi chờ rất cầm nị dây ông pơ tôi chờ rất rồi bỏ cầm này cầm này bỏ bớt ông pơ tôi chờ rất nơi khăn sọc mai đôi tỏ tử đôi tỏ tử cầm này pracha bị lẽ khả năng để khuôn bao pra kê thả khuôn chỉ chuôn và chia thập tài xâm nang tuốt số đầy kháng New Zealand nè chui prap khne dương khmai khmai nơi New Zealand tha à mùi chmua mainly à so pi mặt mình đang về nơi khai na đi bằng nơi New Zealand à nông về út thà về thơ này vô bài phòng a mainly nơi trong tập po Facebook viết bàn prang prang bẩm phất bẩm phây đờ nhom đờ bị chia chun khmai American có đôi chia bẩm phất bẩm phây lơ chun chia khmai nơi New Zealand ông pi chấp ảnh tao bảo vệ đại về trao bạc can lơ cả nạp bạc chia chun nâng bộ của mình này. Chúng ta có bọn phụ nữ school à mênh lý ở chấp bạc vì chia sử mạch chức này cổng phê rửa vẹn cám đặc nôm đòi xóm ràng xì chúng ta vì thua tục bọc một ninh cứ trời phát đăng lại ưng tư sử mạch tư cách New Zealand ở đăng tha vì chia harassment, bullying đài tiệm tôn nâng phê rửa vẹn cám chất tư xa nế chúng ta sử nang tuôn lụi sắp đẹp cái này dương cái mai ở school à mình ly nữa chứ bạn bởi vì mình thưa sự cam mà phía mình ấy đấy bàn tay việc chụp sai cho mùi nên cầm phê vẽ cắm xong ràng xỉ đại việc bầm phất bầm phây việc chào bà can việc an tha New Zealand nâng mình trai ca ôi cả nạp bạc bà chi chuẩn nâng châu xong ban visa châu sọc ấy chẳng chỉ làm lại nó lại chẳng tới chẳng nắm một về tục bộ sự mà chất cầm sầm ấp hay nâng rửa ai nâng nhé ai lấy châu đó tôi chờ rạch cảm miền này thay chi ẩm pơ tôi chờ rạch xuống đây sẽ đơn bản ẩm pơ tôi chờ rạch rồi bọc cầm ràng xí miền bay thùng thùng nhé miền bay thùng thùng miền bay thùng thùng ẩm pơ tôi chờ rạch rồi bọc cầm xăm ràng xí miền bay thùng thùng bằng cá snowl nyo bay nâng thơ nyo sa cam a phiếp nyo bay lơ tật đáy lơ tật đáy a thấp bà tay a phiếp bò rực tế đôi tua giang xã rọt ảm rịch. It is an unlawful political activity. Khó chấp ạ. Nâng cư ẩm pơ tôi chả rách rồi bỏ ông ca nâng. Ông ca này dô bái đặc nôm đòi xóm ràng xì. Ẩm pơ tôi chả rách tí pi. Lùi. Lùi. Chánh pi. Nâ. À thấp bà tay ở phía. Bà tê, cứ bà tê nâng chịa bò rà tê, nâng luộc bồn đà, luộc bồn đà, cứ ọt bằng bồn. Ẩm pơ, ẩm pơ, ẩm pơ đò thao tiếp. Nì, mình men tà trâm tà thao tiếp tê, vì chìa ẩm pơ tô chả rạch, vì chìa ẩm pơ tô chả rạch. Company ta company
chia sẻ mà chất này ông ca phê vẹt cam đặt nôm đòi xóm ràng xì rứ cầm phà ní hả khi ông xong mơ mộng tích đám bay trở nam túc cả nam miên ca ca hết lư bà chia chôn sổ trọng khám ai khi ông ai prap tư sử mặt tạ cách ai đăng sử mặt tạ cách nơi cả lại na cái đó để cầm phà ní ai nấu thà cầm phà ní ai chia mà nu đại cầm đại châu chất pra nơi ca sầm ấp nè chỉ một cầm phà ní ok đại pra sầm ấp hai nâng ca tam phẩm mạnh phía bạc ok mình men chia ca pra pra sự thị sự đây phía tê bị pro sự thị sự đây phía ấp áo một chế trực cô bọ bọc lực kê đi nè nè chẳng cầm phần ní ok nhầm rốt khơi nháy nè ok nhầm rốt khơi nháy khi nhầm mơ là chứ bà nè ta cầm phần ní bong phá ôn chôn đồng chiết ai xua thả ta cầm phần ní chia sẻ mà chị nây ông ca này vô bài phê vẹn cắm đất nôm đòi xóm ràng xì rử chẳng xóm xua lột cầm phà nỉ ta lúc chia sẻ mà chị nâng nét quam trô đó là ông ca phê rửa vẹt cắm đất nôm đòi xóm ràng xì rử xô xe đây ạ con sọt nơi lên rõ cái nơi na tàng hiền chẳng ẩm pơ tôi chờ rất tì mùi rồi bọc cọng xóm ràng xì cứ bằng cao xe nô nì dô bái hay nâng sẽ cầm một hiệp nì dô bái khó chấp bắp lơ tức đây bò rửa tệ ẩm bơ tốt chả rách tì bì bọc cọng xóm ràng xì cứ lùi lùi chanh bì à thấp bà tay ở phía bò rà tế nâng lùi bòn đà ẩm bơ tốt chả rách tì bay cứ thơ psychological terrorism cứ thơ phía vẹ cắm sẽ tệ rắm từ lỡ bong phá ôn khám ai nâng bò rà tế nâng 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 sẵn nâng chân ẩm bơ ni trâu tay tròn chẳng ok phê rơ vẹ cầm ok chẳng bọn phá ôn ách đăng ẩm bì ẩm bì ẩm bơ tốt chả rạch khi ông chả lao chùn khám ai hên khám ai chả nha nị dây thà à rương xà hào dung khăn ông cua từ xua hôn sáng bàn về trời khi ông xong chùm riêp đôi tỏ tận ông bơ xa hào dung khăn ôn miên bay giảng xa hào dung khăn ôn đòi cai vì cả kể hai là physical cruelty xa hào dung khăn ôn đòi cai vì cả nâng mùi xả hào dung khăn ông đòi bịa xâm đầy làm bay mua cách nâng bầm plan nâng kẻ hào tha verbal cruelty xả hào dung khăn ông tam cà vi pro ha lư sẽ tệ rầm kẻ hào tha mật kẻ hào tha mano xả hào dung khăn ông rứa có hào tha mental cruelty khăm ai hiền khăm ai chứ nè khăn nhóm mình bán một lăng nẹ ná xa hào dung khăn ông bàn nà tệ khi nhóm này dì ẩm bơ xa hào dung khăn ông chẳng nhóm xua khám ai hên khám ai chứ nè ta khám ai hên khám ai chứ nè chia sẻ má chất này ẩm bơ dung khăn ông xóm ràng xì rử bó sân bà krom hồn sàn chia krom xa hào dung khăn ông khi nhóm sống ai khám ai hiên khám ai chứ nè đại triệt sai xả hao dung khăn ông đặt nôm đòi rầm xong ràng xí chứ băng nè tử khi nhóm ọt khuất khám ai hiên khám ai chứ nè tê xong bây tử chmua nâng ạ là ô nà ta hiên đế chứ bác triệt chứ nè ta hiên đế bà krom hôn sáng xa hào dung khăn ông chẳng hào
à crom phê rồi vẽ cam xong rèn xí nâng nâng khuôn anh để lẹ khuôn cao y khmai hên khmai chí nè nâng tờ chữ băng dọc chí nè crom hôn sàn tờ tôi tự vinh crom phê rồi vẽ cam xong rèn xí mọc chữ băng nâng khi nhóm đại ọt miên là vút hay slow tròn mọc chữ băng nâng khmai slow trắng đại mình quan tro ông ca phê vẽ cam đất non đời xong rằng gì chẳng tham ai hiền tham ai chứ nè sớm anh chơi bỏ búa xong rằng gì nâng crom phê vẽ cam bọc luôn đại dung non tay chiêng hôn sen từ chữ băng ao chứ nè hôn sen từ chọn khi ông ọt khoát để hiền đế bỏ hiền phơ tư nhóm thì dây bị ẩm bơ dùng nón ắt miên dục mệt mà vó ắt miên dục anh chuyển chi mà thăng đi ắt can chương nâng ẩm bơ dùng nón đi ok nè nè nhóm ắt thì dây tha xong rèn xí về dùng nón mà cả lô hôn sáng về dùng nón bay cả lô chúng ắt dây chẳng ấy ẩm bơ dùng nón cứ chia ông bơ dông khổng cặp kê mà bà thay xâm lập chỉ vết mùi có đốt chia xâm lập chỉ vết đọc rồi mà rồi cứ chia ông bơ dông khổng ok anh ông chia chùm nọt mùi đại trời xoài nhô lọ chứ bác ông bìa vô chẳng khám ai hiên khám ai chứ nè ta bồn anh khám mùi anh chia sẻ ma chất ở đó bọc rộng phê vẹn cam xóm ràng xì rư anh em chờ ba sầm lắp khám ai mà nè đòi sầm đầy rứ có sầm lắp khám ai mà nè đòi cầm phương ọt khóc nê tê nhá à anh chạy khám ai tức đây sở văn phú bàn sở sẻ tha bọn tay tiết kê áo ạ sva sọc ánh mọc nâng sọc mai vinh hỏi khi nhóm xóm cho lại tha ọt miền kê ná ai bằng chia ỏi khi nhóm mọc nâng sọc khám ai bàn tê bị bố khi nhóm khám miền bàn nhà hà lơ phơi cho bạc nét đại nị dây ní có chiếc xe cầm phê rồi vẹt cắm đất nôm đòi xóm ràng xí bốn cầu chú mô hà nà chạc khám ai tức đây sẽ văn hợp hồn bố hợp vậy kê kê ná à ràng xí à cầm tốt chứa rất xóm ràng xí đại chỉ cầm bỏ ai nâng một chơi máu màu ngày này mà màu ngày này là lâu nâng mong bông buôn xôn phí màu ai đọc tẻ mà chăm mơ ta à xóa sóc vịch bằng vịch màu tư sọc mai rồi tệ màu à lấy ban tờ tùl cà tiêu cà phê à lấy bố à krom phê rồi vẹn cam xóm ràng xí nâng sọc ẩm rích miên chả nà à nà chạc khám ai tức đây sọ văn đập hôn prap vi ôi màu à lấy bởi vì ai xâm lắp nhóm bàn vì ai xâm lắp nhóm bàn về rụi khuôn tại ở viên chơi mà lấy vợ một thứ ở khi nhóm vơi tên sọc mai vinh tam bằng chia rồi bỏ à xong rèn xí đại chỉ tuân chuẩn tôi chờ rất ạ à, nó vọt này vô bài nó lưu tất đầy ảm rích hay lúc bọn ta nâng lưu cả ảm rích hai cầm bông tay pra nơ ẩm bơ phê vẹ cam chết tất xác một lưu bà chia chôn khám ai ở viên màu à lâu mà rôm tên à na chắc khám ai tức đây sở văn đập hôm ấy chanh bị sao màu ở lời mà tại bởi này dây ẩm bì khá nhóm nâng rốt tha phị ba nây giả hạ rốt ảm rích cứ ọt miên bà nhà hà nâng khá nê tế rốt tha phị ba giả hạ rốt ảm rích chỉ rốt tha phị ba khá nhóm mình mến chỉ rốt tha phị ba rốt bó à tu rì vô bay chùm nón xóm ràng xì tế xong mà chơi máu mà hai à long à sạch chắc à xây rốt tà na mà
à chôm sợ đây sẽ không máu hai máu hai máu máu mà đó là tiếc nhau máu ắt là ba ai phụ viên miền lấy tu được sạp khi nhau bạn tới khơi tiếc nhau mày máu mà bà phụ viên sầm lắp khi nhau bàn bà phụ viên sầm lắp khi nhau bàn à là chạy mày nhá bà phụ viên sầm lắp khi nhau bàn có phụ viên rốt mình ruột bị sầm nắng chấp bắp à mà rịch đài hai bà phụ viên bà ra ông bơ phê vẹt căm mà lời khi nhau có mình ruột bị sầm nắng như là bà à mà rịch đài bộ khi nhau chịu bơ rốt cổ rục chấp bắp hay hai không nên cầm họ ok chân xong chơi màu tỏ cho ok vì bộ phụ anh chịu bộ phê vẹt có đại propert nơi phía vẹt cam đối chân hai nhóm mình ai nâng tay to và ai bán ấy to tại anh lịch một cái lơm lơm màu nè anh lịch một cái lơm lơm màu nhóm nâng anh chơi anh mọc xì cùi tiêu phát cà phê mình khả để nè xì cùi tiêu phát cà phê mình khả để nhóm xôm bà cà chìa ụt là rật tha vịt chụ à dì xe rây có đôi chìa vịt chụ Cambodia Delhi bà sát na chìa ai ai nhóm bàn tới chuốc lưu vệ tì ca xoan đẹp hiệp chờ mùi nâng mê krom phê vẹ cam xóm răng xì nâng nâng kà bàl microphone nhóm rì rì nâng lang chuốc mà nụ à cọ mùi nặng khi nhóm đăng hai thà nơi khăn ông vị trụ à dì sẽ rây miền nẹ còm trô krom phê vẹ cam nặng viết thơ phê vẹ cam sẽ tệ rõm mà lưu khám ái cùng riêng đọ sinh chiệt khi nhóm đăng nhé chân khi nhóm xong ông phê vinh yêu ai à dì sẽ rây hẹn đặng à mê khá ông phê vẹ cam chúng một xóm ràng xí nâng màu lơ về tỷ cá đám bấy nâng nị dây ẩm bí play chấp bạp cho mùi nhầm rương vía pra phê vẹ cắm cùng riêng cùng hai trong độ sinh chiết khám ai ảm rây cắm và sân ba vị trụ ở dưới sẽ đấy mình bài giờ stê đã bộ vía là ưng máu rứa có ở dưới sẽ đấy vô tha bộ vía mình bàn phê phê vẹ cắm hàng chất là sạch tế khi nhóm rì rì bọn tay khi nhóm có đăng thả nơi ở dì dì rây miên mà nuốt con trô xóm ràng xì đai bầm bắt ạc áo nà nà krai pi bạc bộ rồi bọc krom tu rì vô nâng mọc nì dây bầm phất bầm phây khám ai nâng bầm bạch bầm bạc khám ai tế tay bơ vì chú ở dì dì rây miễn ở đâm mà cái tệ ăn ta đã chết khang lục sẽ đây tới tám rồi bọt này bị trụ nâng đặt nhóm ở chút à xóm ràng xì đang bây khi nhóm ban bằng tranh tệ sở nặng đòi xoan tệ vị thi rồi bọt nhóm ông pi ở vây để khi nhóm hai tha ông pơ phê rồi vẹ cắm rồi bọt xóm ràng xì nâng cọng khuôn mọc lỡ khmai American hay tha psychological terrorism ông pia vinh yêu chìa ở lạc rạc tại khi ông đăng thả nơi à dì sẽ rây miên nẹ quam trô xóm ràng xì đại lập bẩm bắt mình ai nâng dốt khi ông đặt microphone bàn nè khi nhóm mày lấy đi hai ông ca này vô bài bảo xong rằng xin chị ông ca này vô bài phê vạ cầm vì bố bà bị muốn sử mà chất tội tác rồi bảo ông ca này vô bài nâng này dây nhóm mình tha đi tại anh ấy tranh vì các bạn mà sân mê bạc mình chẳng khi nhóm này dây chị ở là rực nế và
Chia Savanna Khmai dương Khla khne slo trang pe Khne khơi nhóm bơ tốt chả rách rồi bỏ xóm ràng xí khne có ọt nè dì Khnhóm có ọt đăng thạc khmai dương khla kịch dạng mạch tế Tại ai lâu ní Krom phê vẹt căm xóm ràng xí Bán phía bát khmai nè ảm rịch hỏi Chia Savanna ơi Khi nhóm tục áo bọn phá ôn kịch luôn ảnh. Chúng này khi nhóm trở tại thứ tại tám sở mắt tập hiếp nâng sở thị sở đầy phía bọc nhóm khi nông rọt thông mà nâng nây giá rọt mà đã áo ẩm nai khi nhóm. Nó anh nâng chẳng anh nâng 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 cứ chưa chùm nọt chia sở văn na khi nhóm mình đăng khám ai đã tây kết giảng mạch tệ bạn tay khám ai dương class load là hốt đó khơi nhỏ ẩm bơ rùm lốp mà lơ khá luôn này sắp chặt nơi nghiêm à nóng còn đang thơ mạch tại khi nhóm ọt nơi nghiêm thế nế nhóm ọt nơi nghiêm thế khi nhóm tỏ vả và một chân này dây mới đoan tiết à dí xe rây để cắn chương xong ràng xỉ ba mình cắn chương xong ràng xỉ đặt chêm sóc ở chuốc à mê ong ca phê vẹt cảm năng đám bay khi nhóm đọc sài đòi xoan tệ vị thí này phơi chấp bắp đại vì dốt một cỏ lây đám bay prapra chỉ ẩm bơ phê vẹt cảm chặt tờ xa một lứa bong ôn không ai can sinh chết American không tất đây Amrit khi nhóm rì rì hãy thay ông nó cun đó là gì giờ đây tai mưa tới mình hiền để à gì giờ đây cà phê ông bơ tôi chờ rất là bọc xóm ràng xí mình hiền đặt khi ông để hỏi à xóm ràng xí có phải hai mình hiền mọi người cho mùi khi ông rừng đang đây và thiên bắp cứ cá cùng riêng cùng hai độ sinh chiết khám ai American à gì giờ đây đại tử tu lpun đá bí và chia chôn Amrit côn nà cùng ai ngồi ngực nè tới tại đặt xong ràng xì cho mũi chôn rộng cổ đôi khi nhóm đã bay nị dây khi nha đòi xoan tại vị thị ai xa thế là nạ chôn khám ai tu tăng bị phục lộp bản đặng công can chương xong ràng xì ở lời khai tới chìa phê vẹt cò đã là bập bức nơi ẩm bơ phê vẹt cam chết tờ xa công riêng công hai bầm phất bầm phấy bầm bạc mà ra đấy và chia chôn khám ai American đâu cho rụt nhầm sống bầm phía vấn yêu ở chức bạc vịt chú à dì xảy rây tờ tuôn bạc khai vì bôn đa bọc nhầm à xóm ràng xì vì chia sẵn chết bà răng ọt bằng bôn là sẽ thấy lùi lùi sọc ẩm rích rộp lên đô la cô nát tại đặc nhóm ở tại chuốc à mê khao cơ rộng nè dô bài phê vẹt cầm nè đại lẽ nè khăn ông xa rao ông bà chia thật bà tay đám bây khi nhóm miên ở ká xa rai bộ xa rao ông về chân lưu cầm hóa bay là về thơ mùi bằng ká xa nô nè dô bài nâng xa cầm ở phía lưu tật đây à thật bà tay phía mà mệt bì lùi lùi à mệt cứ lôi lôi Amrit lôi nâng Amrit admin ao bà mô bà này tôi bây mà cha luôn ao lôi tới việc đó có khó chú bạp này because it happens on the sovereign soil of the United States hỏi nâng ca bắt lôi bôn Amrit chỉ ẩm bơ tôi chỉ rạch tax fraud and tax evasion nhưng chẳng đọc sai cho môi nâng công mê phê vẹt cảm nâng tí bay cứ ẩm bơ đại việt phơ chạp tăng vì việc bẩm phật bẩm phây máu đại là smile nâng bịa thạp bully smile nâng bịa thạp creating fear nâ đại chia psychological terrorism bà à dì xe rây xì lôi bôn đa khi nhóm hay bẩm rao xe va cam mê dìa so chả rất cua nà tè hào à xóm ràng xì lăng căn cái bàn microphone đầm bay khinh nhông
ai miền ở cả liệt tật đang ẩm pi ẩm pơ tôi chờ rất ao xóm rèn si đại việt chỉ mê nơi ông ca phê vẽ cam dỗ bài bỏ tê nâng ao việt đăng luôn nhé trọng nâng trọng nâng nhé nhom nị gì anh chẳng hay khi ông có đăng thành được không à gì giờ đây miền bộ căng chương xong rằng gì đại chia sạch tệ bias chia sạch tệ râm lùm yên mình thay nô không xa bộ đề miền này nhé. And I like to speak in English also. Radio Free Asia receive funding. That funding is from American tax dollars. Radio Free Asia should not be biased. And Radio Free Asia should not allow any members of Radio Free Asia Khmer section to do political activism, siding with Sam Rengsi, the head of terrorist group, hiding under skin of being democratic opposition group in Cambodia, and put him on the microphone at Radio Free Asia so that I can deal with him, because Mr. Sam Rengsi and his hate and racist group is now launching psychological terroristic attack on Cambodian Americans. If Radio Free Asia truly stand on the principle of independent media reporting and filing story with honesty and balance, Radio Free Asia should not allow any member of Radio Free Asia Khmer language section to be political activist supporting or siding with Mr. Sam Rengsi, who is the head of political terrorist organization that is operating in United States illegally, cheating and collecting cash money without paying tax, and creating fear, threatening and bullying innocent law-abiding Cambodian Americans. So I appeal to Radio Free Asia to put Mr. Sam Rengsi with me so that I can have opportunity to deal with this leader of their political terrorist organization. It begins with hate and prejudice. Now it's become a terrorist. Okay? I repeat again, Radio Free Asia receive funding, and that funding is derived from American tax dollar, includes my tax dollars. Radio Free Asia should serve Cambodian American, but not serving terrorist organization led by Sam Rengsi attacking Cambodian Americans living in peacefully in United States. Radio Free Asia should put that guy Sam Rengsi so that Cambodian American like myself can meet him on the radio and deal with issue that he is terrorizing, bullying and creating fear and psychological suppression on Cambodian Americans. I appeal peacefully to Radio Free Asia, Cambodian language section. I know very well that member
of the some members of the Radio Free Asia Khmer section do support and siding with Sam Rang Si. Okay? Tharit om khnyom ot sai che angle te. Na? Na? Tharit om I'm sorry, my English is bad. But are you member of the terrorist network organized by and led by Mr. Sam Rang Si? Tharit om, are you a member of hate and racist group which is now becoming terrorist group launching psychological terrorism on Cambodian Americans? Are you siding with that terrorist group, Mr. Tharit Om? I'm sorry, my English is very bad. Unfortunately, I live in the United States 40 years, but I don't speak good English. Okay? May I ask, Tharit Om, may I ask, are you affiliated with Sam Rang Si terroristic hate and prejudice group? Please answer me, yes or no. Because being a democratic person with civility, I would like to say I'm sorry, I speak very bad English. But since you insulting me, are you siding with terroristic hate and prejudice and racist group led by Mr. Sam Rang Si Tharit Om? Please identify yourself. Are you coming here as agent of terrorists? Are you coming here to terrorize me because I express my peaceful opinion? Mr. Om, okay? Na? Anang chan. Okay? Nhóm xua lột mình để quạt ao khiêm quạt chê khiêm hay ao khiêm từ 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 riêng ông lê khiêm với ọt bồ ọt chê với ọt này bắn nhóm xua có ta ta quạt chê phê nhẹ nghe phê vẹ cam rồi bọc ông ca đất nôm đòi à mê phê vẹ có xóm ràng xì rử bà quạt chìa nhẹ nghĩa khi ông chọn bàn chung mùa ấy quạt đảm bấy file report tha psychological terrorist attack we happen nơi khi ông show khi nhóm nha khi ông tục ok nha nha Tharit Om, show me the proof that I work for dictatorship. Show me the evidence that I work for dictatorship and tell me what crime do I commit. Tharit Om, would you please point to me the evidence that shows I work for dictatorship and explain me in the code of law what crime did I commit. Okay, Tharit Om, can you do that? Since you are identify yourself as part of Sam Rang Si terroristic hate and racist group, then I would like to hear from you what evidence do you have associating me to working for dictatorship? And what crime did I commit that violates US law? Please help me. Okay? I hope you can tell me what did I do for the dictatorship. Okay? I am happy to know that. If I violate US law, I take full responsibility. Either fine or go to jail. Unlike Mr. Sam Rang Si, who terrorized Cambodian American, who steal a lot of money, millions of dollars since 1995, who cheated tax, who operate
political cells in United States. I can show you Mr. Sam Rangsi clearly violate US law. Now please, my friend, Mr. Terit Om, please tell me the evidence that show I work for dictatorship somewhere. And what crime did I commit? Please. Khom ban sua teu Tharit Om. Tharit Om tha khom nung mien toh bamrae chon pradaka. Khom som oy lok Tharit Om banhang phoh tang ampi ampeu tucharat bok khom dai bamrae chon pradaka nung kom hoh phlai chbab bok khom leu tak dai Amrik. Please. Okay? Anang chang ah. Yeah? Okay? Na? Okay, I'm waiting for Mr. Tharit Om to show me evidence. Okay? Yeah? You see now, Tharit Om, you start use profanity. You see that? You see, Tharit Om, you are using profanity. Okay? You are using profanity. Why you are using profanity? Because you are part of the terrorist group led by Mr. Sam Rangsi. You hate, you are prejudiced, you are racist, and when you run out of your hateful, prejudiced, and racist argument, you use profanity. It is not new, Mr. Tharit Om. It happens all the time by Sam Rangsi terrorist propaganda on Facebook. Okay? Terrorist propaganda on Facebook include Mr. Sam Rangsi page. It's not new. Okay? Now I am waiting for hard evidence of the crime I committed and violated US law. Please help me. Okay? So don't use profanity. Go straight to the point. Okay? Okay? I went to school. Okay? I completed my course in computer science. I was certified on several areas and platforms, and I worked in America most of my life in 40 years that I live here. And I don't have problem. I never met any American telling me to go back to school since I earned up to $199,000 per year. Nhóm tư sở lá nhóm hiện computer science nhóm thư ca ở kia tăng bị bẻ khai tôi là hốt đó chết mà phê mơn mà chứ nằm. Nhóm ở đây miền American nà prap ở nhóm tư sở lá với nhé rất thị ông. And I thank you very much for telling me to go back to school. But please show me what crime did I do. Please show me what crime did I do in United States. Show me. Evidence. What crime did I commit? In 40 years, I have one speeding ticket. In 40 years, I never filed for bankruptcy. What crime did I do? Okay? Mr. Tharit Om, why it is so slow that you show me evidence and the crime that I did? Okay? Don't tell me to go to protest. I don't need to go to protesting at all because there is no cause. If Sam Rangsi terrorist group has an office somewhere, then I would go there to protest. Ba Sam Rangsi nâng krom tucharat miền ca rì gia lai nơi giá rõ làm rích khi nhóm tư môn kê tư mà nè ai anh tiệt.
I can go there alone and protest. Tharit prab khyom ta asayathan robos angka phevakam dak nom doy Somrang Si mean office nai na. So I can bring Cambodian American to do protest. But don't tell me go DC because I am only a couple minutes from DC. But Somrang Si does not have office at DC. Somrang Si is a political operative group operate underground in the US, collecting money without paying tax. Somrang Si organization does not have office because there is no US law permitting such an evil foreign organization to establish its representative office in Washington DC. So please tell me, where can I find Mr. Somrang Si office? Look, Terret om ឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើបាតកម្មនៅរដ្ឋធានី Washington. ខ្ញុំប្រាប់គាត់វិញថាខ្ញុំទៅមិនបើសំរាំងស៊ីវាអត់មានការិយាល័យវានៅនោះឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យថារិតអ៊ំដែលជាខ្សែពួកសំរាំងស៊ីនឹងប្រាប់ខ្ញុំទៅរកកន្លែងណាដែលជាការិយាល័យរបស់សំរាំងស៊ីនិងអង្គការទុច្ចរិតនឹងដើម្បីខ្ញុំទៅធ្វើបាតកម្មណាដើម្បីខ្ញុំទៅធ្វើបាតកម្ម I am happy to hold peaceful protestation against the existence of Somrang Si terrorist organization on US soil. Please tell me where can I find it. Okay? I am not seeking violence. I am peaceful. I obey law. And I pointed to the unlawful activities of Mr. Somrang Si and his hate and racist group, which is becoming terroristic. Okay? Okay, Mr. Tharit Om? Don't preach me of how citizenship process is. I am American citizen. I know my rights. I know the law of the land. But since you are accusing me, please show me evidence. What crime did I do? So don't blah, blah, blah. Mr. Somrang Si creates such a terroristic attack. Such a terroristic attack on innocent, law-abiding, peaceful Cambodian Americans. By showing criteria of N-400 form. That is baloney. That is fake. Okay, now Mr. Tharit Om. Tell Mr. Somrang Si to bring up an immigrant lawyer, an immigration lawyer expert, and show the law. Tell Mr. Somrang Si to come up with a lawsuit if he think he can do that. Because I know my right and I know my constitutional protection very well. My citizenship cannot become civil litigation. My citizenship is based on federal law. If I do not do any crime considered treason, I don't lose my citizenship. So don't scare me, terrorist. Please, if you are the supporter of Somrang Si terrorist organization, please don't scare me, because I am so scared of your psychological terrorism, Mr. Tharit Om. Please. Because I know that citizenship is not under threat of such a terrorist named Somrang Si, who is French citizen, come to America, twisted the meaning of the law, and scaring and bullying and suppressing innocent, peaceful, law-abiding Cambodian Americans. So please
Show me. Okay? Please show me. What crime did I do? That put me in danger of having my citizenship revoked. What crime did I do? Come on. Yeah. Come on, terroristic agent. Come on, Mr. Mr. Tarek Om. Come on. You better go and train in terrorist camp somewhere in Middle East and learn how to attack me better, more effective than that. Come on. So don't scare me with your baloney accusation. What crime did I do? Okay, Mr. Om, what crime did I do? Nhóm dây chỉ môi tha rất ôm nâng. Vì bố nhóm chăng đăng thà mà xìa nâng. Vìa bà cài bà nà. Vìa bà cài bà nà hướng màu chọt bà canh khả mai dương đại canh sinh chiệt nâng. Khả miên xì vâl nà mà đăng đọ sinh chiệt dương ba nê. Vì to là dương miên tốt kỳ bọt chiệt. Hay tốt kỳ bọt chiệt mình men à xóm ràng xì về chọt dương thì chưa đi. Cứ federal government. Mình là federal government đi, để cao trường. Nó. Ok. Ok. I don't change subject. I don't change subject. You threat me. You threaten me in my show. Ok. And then you say that I work for dictatorship. Ok. 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 And you now using the word boss. Who is my boss? Prove it with evidence. Who is my boss? I am self-employed person. I am the boss. Who is my boss? Okay? Mr. Tarek Om, since you are siding with terrorists like Mr. Sam Rangsi, tell me. Tell me. Tell me. What immigration law that put legal burden on myself, who is U.S. citizen. So don't come with baloney. Don't come with terroristic psychological attack. I'm not fear of that. I don't afraid that. Nhưng ọt chết khlai chế thật rất ổng. Công dục ca bọ srai phli phlơ rộp bọ ả chôn tôi chả rất xóm ràng si đại chìm mê nây ong ca phê vẹ căm. Chất là sao màu cầm lại khi ông. Chất bắp anh tao bảo vệ trọng na để khi ông ban sinh chiết ảm rây căng hai mà trút lời khá ba khi ông hay ai đọa sinh chiết nhóm ban chất bắp trọng na. Chất bắp trọng na. Hay nì dây thật khi ông bảo ra chở vai khi ông. Chở vai khi ông na mùi. Hay phỏ tăng trọng na thà bộ cô nâng chia chở vai khi ông. Ok. So don't scare me. If you want to do terroristic psychological attack on me, you should do better. So don't scare me. Mr. Tarek Om, please don't scare me. You little terrorist, under the leadership of Mr. Sam Rangsi terroristic group, don't scare me. You don't scare me. Okay, please. I know the law. I know the law. Please don't scare me. Okay? Huh? Huh? Ngọp hài. Huh? Huh? I don't scare that small. Other Cambodians are intimidated and bullied, but you can't bully me. I don't scare your little terrorist organization. I know that you are violating U.S. law. And I urge Radio Free Asia to put me on the forum so I can ask him straight in the face. Did you do or do not know that you, Mr. Sam Rangsi, violate U.S. law?
collecting money, stealing tax dollar, permitting political cell operating in United States of America, intimidating, creating hostility and fear among the Cambodian Americans. Is that true? Okay? Because I gather evidence. I'm not just speaking, I have evidence. Okay? So you don't try to change subject, little terrorist. Tha rít ôm anh bà chia phía vẹt co bòm ra ở xóm ràng xì mà cầm lại khi nhóm công kích phép nhóm mà tì môi phó tang khi nhóm bán thư ấy khó cả lại nà đã bình chạy ra khi nhóm bòm ra ở bộ chôn phá đại ca mê tra tì bà man cho bạp xây đại khi nhóm bán rùm lộp khó cho bạp nâng tô ở dạng mạch tại bà sân nà chia tha rít ôm anh chlai mình ruột nhóm ở pháp thờ rất ai ở tư xa la với nhé vì bố bố phía vẹt cô đôi thờ rất ai chạy tập bằng lạch mà nữ thế chạy tập bằng lạch mà nữ thế bố phía vẹt cô đôi thờ rất ai bằng lạch bàn ta không ai nào để khỉa mất đăng này ok ok Mr. Thờ rất ôm tê sô phạt he doesn't even have a clue. He just obeyed the terrorist leader named Som Rang Si. He just obeyed Som Rang Si and he drummed. He create, you know, echo effect to fear, to create fear and to bully Cambodian Americans. You know, he just perform his agent of terrorist. Nah? You know, he's just perform that drum echo effect. So that he can create fear among innocent law-abiding Cambodian Americans. Because his boss, his leader, Mr. Sam Rang Si, looked down on Cambodian Americans, considering they are illiterate ignorance. So Mr. Sam Rang Si twisted the meaning of the law, the meaning of the legal criteria of naturalization, and then creating fear among Cambodians, American, and bullying, you know, letting Mr. Long, Mr. Sechak, Mr. Seiratana drum up with echo effect in order to insult, bully, threat, intimidate innocent and law-abiding Cambodian Americans. That's why it's a part. Chẳng á. That how that is the reason why Mr. came here and to bully me or telling me that I will be packed up and my citizenship will be revoked so that the US would send me back to Cambodia. You know, Mr. Is just acting as Sam Rang Si terrorist agent to come to create fear in my show. And I welcome him, little terrorist. I welcome you, Mr. You cannot scare me because I know my right, I know my constitutional protection, and I don't violate US law. I don't serve dictatorship. I serve myself, I pay tax to US government. Mr. You little terrorist, please. You go somewhere, you can scare cats or mouse, but don't come to scare me, please. I beg you. Okay? Since you write good English, you can, okay? I don't need to tell you to go back to school, terrorist. Okay? Nó nhầm dây nhầm, nhầm đánh đau làm tích cầm áo bùa, phê vẹt co, đại chỉ chạy rồi bọc xong rèn xí nữa mà cầm lá cái pê mà cầm lá cái pê nè mà cầm lá cái pê nè sư phạt ơi sai mình rui tê bị bỏ ôm nâng á quát còn là tung sco tam rồi dạ à xong rèn xí đại mình lá phải chỉ chôn cái mai nè mày đấy nè hay khi ông này gì chả nè làm bay ỏi bong pha ôn che mưa
bong pha ôn chè bị chà na nè ao chè mơ chè bị chà na tha à phê rồi vẽ chôn mê khlong thông cho xong làm gì nâng vẽ cọ bà na nè 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 đôi long đôi sẽ chạm đôi chân ra tà na nè tích tiếp mình thấm mà bẹ khó ai tới hiện nên tích tiếp tới chia sẻ mà chất này ông ca phê vẽ cam này à lâu nâng cầm phong là châu đá kìa châu đá kìa phong phẹt châu đá kìa môi môi à rần đá để mê vế chi đâm bấy cọp khmai à mấy cắn à lấy cọp con trai ảnh nó bong bong phong đăng xong ràng si cầm phong tay cài cọp ông ca vô bài vào về đấy tới ngày mục á khmai nó xong rích có lên chụp à lấy nâng pi pi tích về chập đá mà bong phong cứ khmai nó xong rích xong bây giờ bà bôn khéo mà cơ vi cơ bà ta xong rằng xí mình cô thơ hình chăng ấy bà bôn nhóm ọt miền tệ tôn vô bài ấy đi bôn nhóm ta xong rồi ọt thơ hình chăng với khát khát này ná cứ khát xong rằng xí bàn tay à môi ni thlàm khả màu ná à môi ni chân cơ bà xí cơ bà chân cơ tôi xí cơ tôi quán là lưu sâu hôn xa anh tham miền sinh chết pi miền sinh chết môi ni xa bà anh ấy ọt miền bình chạy bò là miền ấy thế vài bà trâu mà bà nuông bà cắt chanh vào mình à còn đã ni lưu sâu nè hà san này dây về đường sắp immigration anh ấy vay prau vô à anh 400 mà vay prau đâu vay prau tới ở miền ấy vay vô à là bao hà san Cambodia Delhi lược lái vô mà vay mà đòn tiết chỉ lược tỷ bảy đó là lời nước Việt ban khai luôn tới chia leader of terrorist group which attacking Cambodian Americans with psychological terrorism việc ắt bạn đã có bài ở tu dưỡng cái phần việc bẩm phật bẩm phây dưỡng tam rồi biết chia phê vẹt cỏ chắc là sao mà si việc đủ việc đam việc khâu tập pi ấy việc khâu tập bạc cát snow này vô bài hay năng phẩm mồ lưới ắt bằng phần à lấy việc khâu bài ấy chắc à sao mà si hay năng khne việc cùng phong cài cọp nè nè để na cái đó ở tại hiện bẩm phật bẩm phây bị đam việc cái bẩm phật bẩm phây đọ sinh chết nhưng việc pram chăn năm này bong bồn bộ ở xong đang xí về bẩm phật bẩm phây đọ sinh chết nhóm pram chăn này pram chăn mà tăng pi pon đầm bơm mà về bẩm phật phây đọ sinh chết nhầm bạn nào lấy nè về mình bẩm phật bẩm phây đọ sinh chết thầm đá về gió à rương nước mà bẩm phật bẩm phây tiệt đó là lấy về bẩm phật bẩm phây tây chưa rút phê vẽ cam hay tây chưa rút phê vẽ cam mà về khóc chấm nói tị bày đôi chân này hai bậc khmer mà đi càng nâng phần to to su mà tệ nè hay yok phò tang từng ốc từ ao sập hè nâng chụp con tro à rèn xì nè hay cầm à rèn xì nâng không giả rót amrit United States law enforcement will go to tell them that their activity is not permitted what na để ao à xong rèn xì chụp bộ môi lôi nâng từ tua lịch khách prap rứ có kể tam trăm mơ thả ai bởi bất tiết kể đọ tại exemption chẳng vì bố ấy về chỉ separation of church and state hay lôi đại bởi mô đôi tự chế bọn ca bọn ấy cứ dốt tự đặt phá ức nông cấp báo nạn vô bài bọn ca bọn ổ bởi mà thầy dương miền vọt mùa dương miền 501c3 hay dương bởi mô lôi bàn lôi nâng về thầy châu tức nông account of not for profit hay not for profit nâng chọn disseminate fund nâng tay nâng các bạn này còn tay bật tì tăng vọt nâng kì thọt ban rụp phép bà mô lôi đã xong rồi bọt hoa cho xong rằng si cả nạc cam mê ca vọt nâng tì tăng vọt nâng miền question hay bật tam IOS hay nâng regulation of department of charity of the state mùi mùi you are violating the not for profit tax exemption status cái ai đó tax exemption status chẳng bị vọt khmai nơi ở Mỹ nà đại là ạ nhát ở công mà xong rằng si hốt xong sẽ bớt nơi không vọt anh nâng ai chìa Paul đại là xong rằng si vừa bẩm plan khmai đó nhóm ọt miên chong ai vọt nâng bật exemption nhóm chong ai vọt khmai bàn sọc bàn tay khi nhóm xong bây giờ nếu phải thật vọt khmai nà đại là ai ạ bộ xong rằng si châu tự bẩm mô lôi hay đồ đầy lưới bàn tròn đầy kia nực nóng tất đầy tí tăng này vọt nâng
lúc nét đại chia cái nạc cam cam vót hay nó bật xăng để nó không vót này ai bật bằng nó tax exemption status vì pro violation of not for profit organization nè lôi nâng mình men vô tập pra rồi mà temple lại lôi dân cứ pra đòi nét này vô bài hay vót nâng ạ này nhát ỏi nét này vô bài tới promo lôi nâng nâng a serious violation chẳng cua chốc tới nè cua chốc tới vót cua bị giật mình tên hay bà sáng để can chương ở xong rằng si bà trong can chương khi ông ọt khó tê lúc anh tự can chương ở xong rằng si tự chua bà xong si tự tam sẽ la riêng cái lại nà cái chua bằng tay lúc anh tự đằng thật bà lúc anh ai ở xong rằng si chôn một nông vót hay ai ở xong rằng si tự tu xong rồi bật để ai để thọt ban hai ai mình bạch trăm cái thọt tiết cái thọt ban hai ai vì bố cái ông mà xong rằng si nó thọt sai luôn anh bố về bà hơn về ban thọ sai chẳng à video nó kì sâu vô tập tục thưa evidence sai nhé people nơi pe đại ở xăm đang si về mà cầm lát bị chia chôn khmer mày căng bị chia chôn khmer mày căng tay tay kiếp sừng cọt tay về vinh lơ ẩm pơ tôi chờ đặt bảo về pì tì muối cứ bạc snow vô bái có sự áp tì pì cứ lụi bẩn đó à lấy nữa ở xăm đang si không prang do cả riêng phần lái đo sinh chiết đúng không? Tham gia mấy căng từ tại tràn to từ mình cứ prà cá này dây prap nhá cá prà nhá nhá cá prà prà nơi psychological terrorism cứ cá prà prà vì bà ha phải phê về cam lời chặt cầm nét bọc mày nhá nhá Melinda Chun, Mr. James Sub, what can we do without you? Well, you have to do your best. That's the answer. We are hardworking Americans. Pay taxes. Our children are American, born here. Serve in the military. Con nhóm có serve that. My daughter serve in the military too. Okay? For our country here. Our country is USA, America. Our country is not Cambodia. Cambodia is a motherland. Okay? We have the love for the motherland, but we protect America. Unlike Mr. Sam Rangsi, who is French citizen, come to terrorize us. You know, Mr. Sam Rangsi is a French citizen who came here on tourist or visiting, but collecting money and cheat our tax system. You see, Melinda, you see how happened here? That's what happened. Nah? That is what happened. Nah? Okay? That is what happened. Nah? Anh đừng chờ. Nah? Yeah. Sa rân mương, khám ai nơi sọc bà răng, công khlát à xóm ràng xì. Nơi bà rí mình mà nụ khá nhờ nhớ ở xóm ràng xí vì bộ phổ phôn với mình ạch thịt bồ. Công khá ở xóm ràng xí mình ạch operate ông ca này vô bài với lời tất đây bà răng đi. Tế rí tố bà răng có kì ạch áo ý đây. Vì bộ bà răng mình tốt cho mùi Campuchia. Sắp ngay này rõ thà phị bà là nơi là ngôn nè rõ thà phị bà là Campuchia nơi là ngôn nè. Khi ông dễ thoáng là ngôn chào mà ai là ngôn. Trừ à xong rằng si việc bàn thì dây tha ao việc bắt đuôi hồn sản chẳng à ông ca này vô bài bà xong rằng si cứ chỉ ông ca này vô bài cọp cầm chỉ ông ca cọp cầm nơi ngay ti đọc pi khai mẹ cả ra cho nam pi pon đọc phẩm bảy à xong rằng si bàn bằng ca cho là na song cru chiết the cno ấm mà lục sơn đơn mướn cno ấm cứ chỉ ông ca giúp tất cả cầm nè chỉ organization chỉ organization đại miền dứt tại vị thi đua lầm lùm rót hai bàn Campuchia là nguồn pi từ đăng từ rót hai vị bàn và răng của dương miền tút chỉ mùi khnề nơi pi nâng á xong rằng xí thử tại rót hai vị bàn và răng nâng kỳ càng về đại viên mình ác viên mình a tê viên mình ác miền bắc phụ với tăng à son đa ra tăng à li pương nơi li dông
tăng à long bồ ta à say nâng cứ chiết ông ca đại ấp ách thưa operation vô bãi lơ territory parang ba nê sa rên mương đáp ở ban nè ấp ách tê ấp ách thưa ba nê đôi chân hay parang bắt là rót tha bị bao khăm ai về là nguồn pê rót tha bị bao khăm ai miền sa than tu chỉ mui khnề hay cầm mui ban bạc cát đôi lồng rót tha ba thưa anh việt cả trong mà là ha là nguồn khởi nhất khởi nhom dễ sa tạp phụ là nguồn bắt là miền hướng nhom đấy nhom nơi làm đấy à đang si mà bắt nhom mà làm đấy nhom thử tập đọt xe nè anh đang chân khởi nhất bỏ phụ nhom miền can chân rồi nè rót tha ba nơi sọc mai là nguồn pê túc ao ở xóm đang si cả cô cả cai thưa ba mai nhé việc à sao mà xí việc bậc cao thật việc bậc đuôi rót hai bao khăm ai rót hai bao khăm ai để miền chấm non cao tuột môi parang từ bậc đăng mau parang hay parang từ tròn trương à đang xí còn ai bậc môn lưới còn ai bậc môn lưới còn ai bậc cao à ca bậc chung này vô bài sợ ấy sợ ma chất việc tầng o nè tầng long bậc ta tầng ấy nó cứ từ tận nơi nghiêm ai tại hiện đại bậc chung nơi non territory parang cứ khó chấp ba parang parang của miền chấp ba đôi ở mà đấy đây ở miền từ tua loi ông ca nè nhiều bài na mui từ bài tập trung ba nè à lấy cái máy sọc phèn bà khi ông dây khó phèn nhom vinh và to mà tiền hưởng lôi nè miền đây thầy ca và mô lôi đòi ông ca nhiều bài à sao mà đang si mình ai và mô lôi ban được không sọc parang sọc à mong sọc suy ấy cứ ở đây cứ thà tập mui mui cái miền chấp ba financial law ba kì đôi tật khnề đi đôi tật khnề sau cầm lấy đi chẳng ăn đi khó khổ bớt đi hãy bớt sân na chỉ rót tham bảo bỏ tiền những tròn trường về cho về miền tật chạy kỳ lăn về miền tật tật chạy kỳ lăn hôn sai này ảnh sau ngày đó về tật non về chạy kỳ lăn về tránh mà khẻ về về mà bọc lôi dương về mà dốt lôi dương về ấp bong pon nè về ban lôi hộp liền nè hay dương như chim nè bằng phun dương kết mơ mơ nhá vì tay sọc mai vì chạy kỳ lăn vì tranh màu vinh vì màu bọc dương nè bọc dương hay vì chạy kỳ lăn thiệt nhá mình chắc á bằng phun kết mơ mơ vì là môm dương nhạc luôn ấy vì là môm dương nhạc luôn ấy nhá là môm dương nhạc luôn ấy bà ta dương mình nhạc luôn thiệt anh à, nâng dương ao về cho ăn cái bá lại chiều nay khi ông ăn miên ao về cho ăn cái bá lại nè khi ông ăn miên ao về mà cho ăn cái bao đi nè khi ông ăn miên ao à mà nước sọc phải ăn cái bay cái bọc mà cho ăn cái bao khi ông đi bàn tay rót tha bị bao cái máy là ngôn chào mà đây tục ao à phê vẽ con đi cả câu cả cái cái máy tầng cái nông tầng cái vật tệ nè khi ông dây thóng á rót tha bị bao cái máy mà hà là ngôn rót tha bị bao cái máy là rót tha bị bao bà răng chiều mệt đừng khỉ รถไฟฟ้าลมฤกหนึ่งกรรมวิเชียรเจียมหนึ่งคะแนนนะเธอโดยอายาเสร็จจังรถทางบาลขมายประจุนพอตังเมาเมียนไออายาเสร็จโจกกมาชีวิตอาซองแรงซีโจกกปรังมาชีวิตพวกอาซองแรงซีเวอูดแล้วเวอูดทำไมเวอูดท่าเวียสินเจียปรังฮุนไซน์เธอไอเวียบานจังบันท่ารถทางบาลละงงlà nguồn ai về cả câu cả cài sọc cục bàn tay hướng rót hai bao không ai nhau mình khoa nhóm khoa hướng nhóm ạ nè nè anh đang chăng á BK plus tới trăm bịa mà mặt sọc phèn có kê ớt ai à ràng si và mô lôi đây bà răng có vừa tới vì mình chấp hạp đôi tạch nha đi đôi tạch nơi làm rích chăng chấp hạp về territory phèn à lấy hiểm số BK anh từ sắc xa store phải ăn mới ta phải ăn men dial ao ya provisional government provisional đó nè à government provisional rồi có organization politic or étranger na mui mọc ăn sta lê nơi sọc phải ăn ấy admin nè đâu chắc ni chấp bắt tao mui đi nhá hay bắt to mà tiệt việc admin organization politic ai trong gia na mà phải mua lôi lôi tay phải ăn ba nè nè hay phải ăn có miền police bảo vệ
miền là sẽ bị ăn tele giống và với tam mơ bộ trăm bộ ấy và mô lôi xong bình ta này hãy cho lôi ở đây xin và mô mình không sẽ bạc để ăn à, ô xả ly còn chăng này có kia mình thường chẳng nó vai long còn chăng này Canada còn chăng này ông lê còn chăng này nó vì vì chấp pháp nó phải đôi đặt khné đấy phụ và tê sở đây miền chấp pháp được khné nó cả hai sovereign thọ so sovereign law hay là national security law đôi đặt khné chẳng bằng mai sọ phèn mình trâu ao à tơ cô nâng à bụi bồ nâng về càng đi nó không ai tự nơi sọ phèn mình cua na tự ao về thơ tam chặt chẳng tê nó và mang ngay muốn nhom chụp lòng bà ta lên Facebook ấy, cái dây tha xong rằng xin cái mình là o na nhom dây thì tha là o mà lúc anh lòng bà ta lúc anh lên sọp phép em đăng hay lúc anh mà phép nhom mà lúc anh tầm năng đi khai bát bòn lúc anh bị đám á lòng bà ta bị đám với chị on xiên mình đi bị đám chia rọt tay mui dây chân anh ấn còn chạy đăng tịnh tôi ta hay từ nơi sọp răng lên tập lên chà hay mình đăng chụp áp hay xong là xin đã bọc lùi bọc cả kế long bật ta đại chia cả nạ cam đại ca này dụ sở má chết cả nạ cam này dụ này ông ca bạc xong là xin mình đăng nghe đọc khi ông đinh đau cho lai ông tới long bật ta cho lai ở rút à mây ly chanh mà chùm nô vì tha khi ông chưa mà nước thọc tiếp về ọt trong khát bê chùm mùi nhưng tha anh thọc tiếp nâng ca bê khám ai anh ọt chết khám ai kế để hướng ca bê khám ai ở sọc tại bộ anh thay nô hướng bộ phần khám ai chúng leng à mình ly nơi New Zealand chăng nhưng tha này ai nhá nè I don't have shame to help Khmer get peace anh ọt miền Khmer yên nè để chui ở Khmer bàn sọc tay hải nhá miền kết thì vô sầm báo nè đại thơ bạp Khmer slide mình hối tê à mình ly có slide ở rồi long bô ta có slide ở rồi khi ông xua long bô ta nè, từ nơi sọc bà răng, sọc chứ bà răng đi. Ok, sọc chứ bà răng đi, từ nơi sọc bà răng. Nha, hãy bà nơi sọc bà răng, mình sọc chứ bà răng, mạch có long bô ta, từ thư tâm nàng đi, khát bà ta bong bàn. Khá mạc kê đi, mến khá nhóm khá mạc kê đi. Long bô ta, ông xuyên mình đi, thử khá mạc kê, từ tu sạch chứ kè. Vì bố long bột ta nè, sở mai xa thê rốt ấy, thọc thơ rốt mần trầy. Bà tam nhóm chấm, sở mai xa thê rốt. Thơ rốt mần trầy, hãy bảo rốt mần trầy, ê lại trê mong phu tà tu play sân tu nhìn chắn ấy. Rốt nơi sọc bà răng ấy, hãy khuôn chia sở ma chết cả nẹ cam bà răng này dụ nè ông ca bạ rốt bỏ xong là gì. Nó, vì mất ban chia mần đăng thác khó sọ bà răng. Nó, anh á, cứ còn ta tới tao cái tôi đâm bay tới thư tờ nang rê vô prạ khai mà bọn phí bọn nâng cứ chỉ ca ảm mắt đó lông bà ta ná lông bà ta khám miên legacy khám miên mô rợt đó xa mẹ bà bọt ta sắc đi chỉ public servant chỉ mừng trây rê rê chỉ ca rư rọt ta ca ấp miên tâm lấy lông bà ta bà lông bà ta anh chỉ mà nút lọc thư con say hay ọt chưa ọt đăng khó đăng thử hay từ nơi không là ông ca xong là gì chẳng hai ban chia à mainly nơi New Zealand ấy việc uất thằng viên nhận này giúp bài ấy sọc cục nhá việc thư giúp bài ấy hay việc phép thăm nơi bắt bóng về nơi tầm mầm luôn mà tẹt việc nhóm cho ngài nơi cho tẹt anh cái đó ta anh hiến bạc sâu anh hiến toàn cho diploma cái đó tại anh công lẫn mọi việc thạc nhóm vô lôi hơn sai nhầm xua hộp họ tang họ miền đôi à Mr. Ông mình nhá việc thạc nhóm vô lôi hơn sai vô từ tôi bấm ra hơn sai dictatorship nhóm xua rồi phát tăng bọn phụ đại khởi nhóm tập bẩm rao hôn sai này nè nhóm đại chọn sọc mai nhóm tập bẩm rao hôn sai này nè nhóm đi dây ta chấm nói là o đại hôn sai phứ hay chấm nói đại vẫn là o đại mình nhưng nhóm mình lẹng hôn sai này mình tha rọt thai bao hôn sai là nguồn chào sọc tục à mùi nâng chạy khi lắn hay mà thư bạp khmai nó kẻ sọc mà thư bạp bà chê chôn khmai nó kẻ sọc hay thư bạp bà chê chôn khmai nó thay nó ấy nè rương nghe phẩm phật amui nâng việc đặt ong việc đặt nom ong cao ở tiệm rót thai vị vào khmai từ thưa à complain từ can rót thai ba bàng đốt rót thai ba khmai mà thư xạ say lơ ca cắt tô à chôn giả sét nhá chôn giả sét cho cục mà chỉ vật đời xa và đạp ở vột hay chưa xong là gì có ai cho cục đấy
vì phô viết bà cá ôi ta hiên banh hôn sàn vô lấy vô lấy hay vì ăn xin chết bà răng chẳng tới bà đăng tam rồi dạ xin chết bà răng tới bà đăng tam rồi dạ xin chết bà răng tới bà đăng tam rồi dạ xin chết bà răng vì rọt sang bà không ai là ngôn phê hay chè đà linh bên phong tỏ tử tỏ màu tỏ tử tỏ màu to ban cặp bây giờ vậy to dư dư tới ai ăn si viên miên việt mà thưa bạp à lấy nó Obama tha Obama cho thằng đó làm đấy chứ miên nè con tro CPP nơi bản án của miên nơi anh miên ba à sao mấy ăn si việt bản lai bộ à CPP nơi sọc làm đấy ban có viết bản lai bộ à CPP nơi bản án nơi suy hay ban đây anh chăng ấy có giáp mẹ viết mắt ban chia đọc sẽ ai hướng à sao mình làm gì mua mình bán ao viết cả câu cài về nhé hay ao viết phụ cả họ kê thằng viết chỉ chuẩn để chia tập tay tam bất viết chỉ chuẩn che sầm ập viết chỉ phụ che sầm ập viết chỉ phụ đại bộ tộc khmai gì nhé hướng nâng rót hai ba sầm kí ha sầm kí ha nhưng gì tam thôi nhé đấy nhưng phải không khiêm thôi nha dù dù trong mơ ta lẹ khả nạn vô bái em thốn nhâm thốn thưa ai đầm bồ tục nhé tay mau bồ tục tay mau bồ tục ba sân nơi chỉ rót hai ba nơi nơi mình toàn ở hà lai bây giờ sao mình làm gì thế ao về chạy kỳ lạnh đi tới ao về châu tới à lấy nên hai về châu tới đẹp biết tới thao về châu ba nó ao về chạy kỳ lạnh đó còn áo nhà mình căng và ba thưa à chấp bắp say kê xàm sập hà pì nè biết bố phải chia chân khăm ai xong tầm rô đây vô lấy nè vô lấy bao bổn du du tới áo với tới chạy kỳ lạnh tới hướng bia cứ hướng chạy kỳ lạnh được bao nè hướng bia hướng ta cai lôi đạp vào hay áo với mà bol tục kê tôi bây giờ na cái đó bằng ông việc miền bồ tát ấy khi ông mà này và khi ông đăng chấp bát đăng từ lọp hay khi ông đăng chấp bát thật khi ông miền phơi cầm họ ấy đại bộ phê vẽ co năng ai mà thưa ấy khi ông đây lướt lên thì vào ban nhom cháo mong hay bảo ban nhom cháo có về rốt ở đâu đây có về rốt ở đâu đây bà hay khi ông có về mình được phải qua lại hơn chẳng ấy máu thường mấy ở bảy nhom ban cái lúc bảy nhom ban là lệch luôn anh rồi lệch luôn anh bộ nhom chia chuẩn chia ở mấy căn để group chụp bắp say say để nhom này không đầy nhom sạch ở miền chụp bắp được không nè hay nhom đang đầy chụp bắp bọc nhom tại châu không đầy bọc nhom nhom ăn được vọt đây nhom ăn được vọt cà pê luôn nhom ấy anh ông chẳng chẳng nhom ở miền pành hà đôi ôm mấy nắng nhom dây pành nắng là mồm sạp toàn này bà trong phòng ra phê vẽ cắm chơi to thiệt rồi nè còn một ai na ở anh ta điên ông lê một hải nó chơi ông lê trên anh à cậu nơi một hải nè ai chứ dây ban pro trên anh ban này còn mà này chơi trên anh khủ ông lê môn mà mệt tôi bây anh dây mình lo cái đó có xạ mớ xạ xe xạ mớ anh vẫn riêng con anh ở chỗ college ban một hãy nâng chạy trên ảnh và này chân anh khơi nhảy xong đấy thông anh dây slow tay xong tôi hỏi anh ta ông lê anh còn ba trên ảnh hả hả Simon Mươn à mình lý về chơi hả về chơi về phép lông bột ta thà về một trang gì bởi vì mình dây tế cầm ai dục rương khi ông ta bầm phật bầm phây ví dụ riêng đại trong đó sinh chiết nam rồi nhé, tôi cũng phát một Facebook nữa New Zealand bán chỉ khi ông to và khi ông không phơi chỉ lụa vọt cho mà mê ly nè, nè khi ông phơi mà bị phô khô các bà về ăn thế, khô các bà về ăn, nè vì sao khi ông ăn thôi thế, nè vì uất thay về nẹn vô bài ấy về phải chia được tài ấy không nên chơi thế, nè khi ông mình chọn mới nghe biết thế, nè phần thay về ăn bán phải giao, anh chẳng chăng à Mr. Ông mình đang tai nạn ấy mấy con mình khơi bằng hai anh phó tang tha
anh tới bẩm ra chôn bđai ca tò na ô a a a a thê rết tha rết ôn ôm mây nưng nây na hay hốt tới na hay anh miên thai hay miên bao này miên bẻ này na anh tục hay bằng hành phó tang na anh ban tới bẩm ra nè na nha khơi nhé bọn bọn cứ mau bẩm phất bẩm phây khiom nha nhóm bông khai sẽ phong nè nè à vì chất vông à hướng chưa mình chưa rương xanh và hướng phó tang nè phó tang nè hướng phó tang nè nhóm vì chất ơi phù á ổng á mình cầm đất mùi tê ổng đang ngọt ngày nào đây con tại ông mình bẩm plan anh à cột bọc mày mày đi xong bay từ LDP nè xong bay LDP tăng pì khâm vệ sna mình toàn lại anh thưa prom ông tại anh đẹp hẹp khmui khmui LDP tha tầm na LDP nâng ba nị dây pì đom cả tệ về khpô tại ba nị dây pì anh à cột về ắt từ rồi tê nè LDP tha ពូនឹងពល LDP មិនត្រូវឥឡូវហ្នឹងបងវាសនាឡើងធ្វើព្រំហ៎ព្រំព្រំសង្គ្រោះលោកយើងគិតមើលខំវាសនាឡើងធ្វើព្រំហ៎ណាកូនក្មួយខ្លះក៏ភ្ញាក់ខ្លួនទៅក៏លែងខ្វល់ទៅណាបងវាសនាឡើងធ្វើព្រំហ៎ហើយខ្ញុំនិយាយតាំងពីមុនធ្វើព្រមទៀតថានៅក្នុងសង្គមជាតិមួយដើម្បីឲ្យបានទៅជាបរិបូរវាត្រូវការមនុស្សយើងកសាងចំណេះដឹងណាអបណ្ណាជាវាសនាកើតព្រមហើយអត់ដឹងទេពុស្នាឥឡូវកើតព្រមហើយព្រមសង្គ្រោះលោកហ៎ណាអញ្ចឹងបានចង់ឲ្យកូនក្មួយនឹងបានសុខទៅណាបានសុខបានសុបាយទៅខ្ញុំអត់មានទៅស្អប់ខ្ពើមករាំងស៊ីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឃើញថាវាអត់មានធ្វើអីក្រៅពីបោកប្រាស់យកលុយខ្មែរចាយតែប៉ុណ្្នឹងទេឲ្យខ្ញុំទៅស្អប់ខ្ពើមវាមានបញ្ហាអីខ្ញុំហើយរឿងវាជាកីឡានខ្ញុំដឹងពេញភ្នែកពេញដើមទ្រូងវាជាក់គីឡានតាំងពី93មកវាជាក់គីឡានរហូតខ្ញុំមូលហេតុរបស់ខ្ញុំគឺថាបើវាជាក់គីឡានកុំឲ្យមពលទុកខ្មែរដតីកុំឲ្យអំពលទុកខ្មែរដតីណាណាអឺលុយសុកខៃអឺចៅឯងមេប្រយោគអីចៅលុយលុយសុកខៃចៅឯងមេប្រយោគដូចយើងប្រឡងបាក់ដប់អីចៅឯងធ្វើវេប្រយោគឯចៅបានចៅឯងដឹងថានិយាយស្រុកខ្មែរបាន 40% មើលអា 60% ទៀតស្អីលោកមេប្រយោគជួយប្រាប់ផងមើលខ្ញុំផ្ញើឲ្យ200ខ្ញុំនៅសល់លុយ200ខ្ញុំវេលុយផ្ញើឲ្យ200ដុល្លារលុយស្រុកខែជួយប្រាប់ខ្ញុំមើលអា60ទៀតហ្នឹងមិនអា60ទៀតដែលខ្វះខាតហ្នឹងវាអាមិនទៅអូខេវាមិនទៅមើលលុយសុខាយជួយប្រាក់បន្តិចមើលជួយប្រាក់តាបន្តិចមើលចៅឯងនឹងមហាបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយណាចៅឯងមើលសភៅបានប្រហែលតាមើលឯនៅ 10% នៃសភៅតាមើលចៅឯងមិនទាន់មើលរួចផងតាចៅណាតាវាចេះអត់ស្គាល់ទេនយោបាយស្រុកខ្មែរនោះតរថ្ងៃក្រោយទៅតាឡើងប៉ានប្រោះលោកអីចឹងទៅឡើងព្រំលើព្រំអីចឹងទៅអាហ្នឹងបាននេះហ៎ងាប់អញហើយសុខខ្មែរនយោបាយវាអត់មានជ្រៅពេកទេវារាក់រាក់ទេអាស្អីដែលជ្រៅហ្នឹងគឺគេប្រើពាក្យមួយម៉ាត់អាចក្នុងក្តិតមិនលៀងអាហ្នឹងហៅជ្រៅនិយាយស្រួលស្ដាប់នយោបាយសុខខ្មែររាក់កផែលរបស់ដែលជ្រៅគឺអាចជាប់ក្តិតនឹងឯងគឺមិនលៀងហើយចេះថាំងអានឹងនយោបាយគេនយោបាយអីអានឹងអាចជាប់ក្តិតមិនលៀងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេអានឹងសុំឲ្យជល់ណា
rưỡng ấy ta mình vô lấy nó bàn xài sắp hệ rồi chả ai mê vô nó lôi sọc hài chả ta tha chả ư nì dọc mẹn nó tết sọc phát này dây em bì.